Khi tụi con còn trẻ, còn có tiền, đừng chỉ biết dành tiền bạc vào mua những món đồ mới. Hãy dành tiền bạc để cho mình những chuyến hành trình. Hãy dành tiền bạc để cho mình những chuyến đi xa. Những món đồ mới chỉ cho con cảm giác thỏa mãn một lúc thôi, nhưng mà những chuyến hành trình, những chuyến đi xa sẽ cho con những bài học mà đi suốt cuộc đời này con cũng không thể nào quên được. Nhớ nhé.